cái quyết định của ông kêu là hồi xưa ông vừa ông làm không có chết, nên là để ông làm thử vài cây để mình coi cái kết quả như thế nào, nhưng cũng nói trước với bà con là không nên làm vậy. Chúng Hello, hello tất cả các bà con, đây là anh Đen. Anh đang sử dụng cái máy cuve, máy xúc để xúc tạo những cái mô. Và thường thường rất là nhiều quý bà con hỏi làm mô nó như thế nào, thì câu trả lời của em hôm nay là đây. Cái mô mà Đen anh ngồi cái máy xúc là xúc, có nghĩa là máy xúc nó cào đất ở bên ngoài nè bà con, để đắp vô cái mô này, đắp vô đây. Nhưng mà phải sửa lại nha ông, để vậy nó xấu quang xấu uỉnh nha bà con, không có mỹ thẩm mỹ nha. Đây là chỉ múc đất ở ngoài đưa vào cái mô và sửa lại. Thì sửa như thế nào là đây, em xuống em quay cho bà con coi để hình thành sửa lại như thế nào nha. Vào mùa mưa đặc biệt là ở miền Tây này, chúng ta nên tạo những cái rãnh này để thoát nước. Đây, sửa đây, cái mô này phải không? Lấy đất ở bên ngoài đưa vô. Nha. Cái này nè, lấy đất ở bên ngoài đưa vô tạo tạo thành cái mô nha bà con. Đừng có lấy đất dưới bùn non ở dưới này đắp lên cái mô là nó banh tô, nó vàng lá, nó rụng, nó chết hết luôn á nghe. Cái này là em cũng nói trước nha bà con, tại vì ở dưới này á, cái bùn non thứ nhất là độ phèn, cái thứ hai nữa là cái bùn non á, nó rất là nhỏ, nó len lỏi, nó lên trên, nó làm nghẹt cái rễ, nó không có làm cho rễ chúng ta thở được nha bà con. Nhớ vấn đề chúng ta muốn mà đắp lên cái mô, lấy cái đất chỗ này chúng ta đắp lên, rồi chúng ta lấy đất như này chúng ta đắp trả lại đấy là ok. Còn bà con lấy tự như này mà con đắp lên là nó nghẹt, nó nghẹt là nó chết luôn. Chúng ta tại vì á nó là làm cái cục 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 này nè, cho cái độ rễ nó thở. Nó có cái độ rễ nó thở nha bà con, có cái độ trống nó thở thì rễ nó mới có cần cần oxy. Còn mà nếu chúng ta mà lấy cái bùn non, có nhiều bác hôm qua có một bác mà ngồi nói chuyện uống trà, bác nói rằng bác muốn lấy cái bùn non đưa lên. Lấy cái bùn non đưa lên đây thì mình cản, mình cản thì ổng cũng có một cái quyết định của ổng kêu là hồi xưa ông vừa ông làm không có chết, nên là để ổng làm thử vài cây để mình coi cái kết quả như thế nào, nhưng cũng nói trước với bà con là không nên làm vậy. Chúng ta muốn lấy đất chúng ta đắp vào mô, chúng ta lấy chỗ này chúng ta đắp lên và chúng ta lấy đất từ dưới này chúng ta sẽ trả lại đây từ từ. Cái cube vừa rồi, cái xe máy xúc vừa rồi á, là mua luôn 65 triệu bà con, mua luôn. Còn phân bón gì thì bà con cũng biết rồi, là em đi toàn là phân bón siêu dưỡng cây humic Hoa Kỳ với Trico humic, thì em có up lên trên kênh cho bà con coi đó, up lên kênh cho bà con coi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào và chúng ta vừa đi thì vừa nói chuyện nha bà con nha. Chúng ta vừa đi và vừa nói chuyện. Ở đây thì chúng ta có trồng này muscakin, trồng muscakin rồi thái rồi cả ri sáu nữa muscakin nha bà con. Thái và rễ sáu thì trong cái giai đoạn này là cây nó cũng chưa chưa đến cái giai đoạn thu hoạch. Xưa giờ là trồng cũng chăm, có nghĩa là dặm vô nhiều quá. Mấy cái cây đó phải 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 xịt rậy hết, bây giờ gần như vườn này nó đang đi 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 đọt đó anh Mưa ơi. Giờ cái vườn này đang toàn bộ là hầu như là đi đọt hết á, nó 7 ngày xịt rậy mới lần đi. Cũng mới xịt đây khoảng 3 ngày rồi. Đi đọt hết rồi. Rầy nó đánh trên ngọn nè, do chúng ta không quản lý điều quá, lại thứ nhất là lúc cái cây này đi đọt cây kia nó ngừng đọt. Đúng, cây này nó cây này đi đọt cây kia nó ngừng đọt, cái là mình xịt nó không có điều á. Đúng rồi nó lên là nó cái vấn đề mà chúng ta do là chúng ta trồng nó cũng xen xen cái cây, còn cái cây kia nữa này, cái đấy á, cây đấy còn cây bự nữa. Cái đó là cái vấn đề, cái đó nó cũng đang cái vấn đề là bộ rễ nó yếu tiếng trùng á. Có những cây muscakin nó cũng phát triển phà phà ấy, thì có những cái cây mà nó bị cái vấn đề tiếng trùng. Cái đó mới nãy em qua em có coi rồi đó, cái đó bị đó. Do là rầy là đúng rồi đó, nó đi theo cơi đọt. Mình quản lý không 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 hết không kịp. Có cái cây này nó ra cơi đọt thì cây kia nó đang đứng cơi đọt, cây xong rồi cây đứng cơi đọt nó đi cơi đọt tới cái cây kia nó đi cơi đọt, thế nên là mình xịt là xịt luôn. Ra cơi không có điều. Rồi, mình đi vào thôi. Đi vào để xử lý công việc. Vừa đây vừa nói chuyện nha bà con nha.
quay cho bà con. Còn bà con cần thiết gì á, bà con có thể gọi vào tổng đài thì anh em kỹ thuật hỗ trợ tư vấn cho bà con. Nếu bà con muốn thăm cái vườn này á, bà con muốn thăm cái vườn này á, đi thực tế cái vườn này á để cho bà con nhìn thấy cái mô hình thể làm, thì bà con có thể gọi vào cho mình tên Viễn, bà con gọi vào số tổng đài để anh em kỹ thuật có thể chia sẻ với bà con, hướng dẫn bà con có thể tới tận vườn. Bà con muốn tới vườn này, hồi xưa vườn này trồng sen với chanh, giờ chanh còn chanh quá trời luôn, tới vườn này thì mình sẽ dẫn đi ở đây ở tháp 10 Đồng Tháp nha bà con nha, tháp 10 Đồng Tháp gần đốc Vinh Kiều á. Chúng ta đi vào và vừa vào và vừa nói chuyện. Ô vui quá xa là vui. Mai mốt có những cái cây nào eo uột mà đọt nó không lên đều ghép cải tạo nó hết. Rồi chúng ta sẽ lại coi cái trái sầu riêng Musikin trước khi mà kết thúc video. Có một trái sầu riêng Musikin đang mang trái, cái cây đang mang trái. Cây là vẫn kéo được nha bà con nha, vẫn kéo tàn được nha. Kéo cho nó hạ tàn xuống được bình thường nha bà con. Đó, nó vượt lên chúng ta kéo. Chiều nay có vẻ muốn mưa á. Tụt cái mỏng. Ở vườn nè bà con. Xanh lét xanh lơ, đẹp mê hồn luôn. Musikin này, cây bên kia tốt phà phà không, cây lực ghê không, dễ mà cái cây bự á, nhớ không? Cái cây bự á nó chưa không để trái, cũng có ra bông nhưng mà không có để trái, coi nhầm cái cây nhỏ vậy này để cái trái thấy cưng lắm. Em quay cho bà con coi này, 2 năm rưỡi này ha, nó có trái này, cây đây này, cái này em quay mấy lần rồi nó có trái này, thấy cưng không? Musikin đó bà con, lá Musikin ha, chín cống nha, D197, dấu sao nè bà con, dấu sao nè, trái nó nè, này, Musikin đó, không tư phần, không tư gì, không làm gì đó, để kệ đó, tự làm gì nó làm, nó cũng ra được, rồi bye bye bà con.